Chuyện gì? Con nói đi. Con nói đi, chuyện gì để hỏi Vĩnh? Con sẽ nói. Con phải nói. Nếu con không nói thì con điên loạn. Con loạn đi mất rồi. Con phải nói. Vĩnh, theo mẹ ra ngoài này, mình dễ dàng tâm sự với nhau. Rồi đó, nói đi con, nói đi. Mẹ ơi, điều con nói ra đây, tưởng là nó không có trên cõi đời này. Cái gì mà nó có đó mẹ ơi, nó đến cái chính con. Con đã làm những tội tình gì? Mẹ biết sao sao? Ghê sợ, ghê sợ lắm mẹ ơi. Ghê sợ lắm con. Con Thanh. Đúng rồi Thanh. Anh là em gái ruột của con. Nó là em gái của con. Nó là em ruột của con. Em ruột của con. Con biết rồi. Con thề với mẹ nè.
Con thề trên tổ tiên với trời đất là con sẽ đem mọi chuyện theo con xuống mồ. Con thề với mẹ. Con thề với mẹ. Dạ. Vậy thì con đi đi. Đi ngay đi. Nhưng mẹ ơi, đây là gia đình của con. Con bỏ đi đâu bây giờ mẹ? Con đi đâu? Con đi đâu đi mẹ? Đi biệt. Đi tức khắc. Trách tình mẹ. Càng xa càng tốt. Mẹ ơi, đừng bao giờ trở lại đây. Khi mà chỗ tội với tổ tông với đất với trời. Không được mẹ ơi, con gian mẹ. Vì cái tội làm người mà không được làm người. Cái tội là người mà không được làm người. Trời ơi, tôi không còn là con người nữa sao? Con hiểu ý mẹ rồi. Nhìn biệt mẹ. Con đi. Con đi đi mẹ. Thuyền nhà mình đó, cứ xuống bới lấy mà đi. Nhưng mẹ ơi, con gian mẹ. Mẹ, đi, mẹ, đi. Mẹ cho con, cho con từ giá tâm một lần thôi mẹ. Từ giá con một lần đi rồi con đi. Không. Mẹ, sao vậy mẹ? Sao vậy? Con nó đang ngủ say. Nó cũng không biết gì hết. Mà tránh cho nó cái nỗi đau mà đời này nó phải hứng chịu. Dạ. Sáng rồi, đi con, nghe lời mẹ đi đi. Con đi. Chứ con mạnh giỏi nghe con. Chứ con từ nhà con một lần mà, một lần thôi mẹ ơi. Con gian mẹ mà, mẹ. Đi đi. Con đi. Con đi đây mẹ ơi. Ngủ đi con, chút nữa ơi cha vô với mẹ con mình. Con muốn cha, con muốn cha, cha ơi. Con của con. Ào nín 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 đi con. Oh,
đau quá, tôi phải thở. Cái tôi một người một tràng pháo tay thật lớn cho ba nghệ sĩ Độc Đáo, Linh Tâm và Tiểu Phụng. Có bé nữa, bé tên gì vậy chị? Bé Thương, một tràng pháo tay thật lớn cho bé Thương quý vị ơi. Bóng lăng
từng tuổi này á mà tôi còn ở vậy có mình đó nè. Tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ cô hai.